Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh My Paris Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay gia đình mình sẽ di chuyển về phía Nam, tức là về nhà bà nội á. Thì từ nhà của chị ông xã mình đến nhà bà nội thì chỉ mất khoảng 300 cây số thôi. Thì nhưng do đường núi á, thì mình sẽ mất thời gian nhiều hơn, tại vì chạy không có nhanh được á. Thì đây là trên đoạn đường cao tốc, thì mình sẽ đi cao tốc một đoạn, còn một đoạn thì giống như là phân nửa đoạn đường, còn phân nửa đoạn đường mình sẽ đi đường núi á. Thì bây giờ mình mời cô chú, anh chị em và các bạn cùng đi với gia đình mình nha. Mình đi được 150 cây số rồi cả nhà, thì mình sẽ ghé đây để nghỉ ngơi, rồi cũng gần 12 giờ rồi đó. Thì cho các con ăn uống rồi nghỉ, cho ông xã mình nghỉ nữa, rồi một chút mình sẽ đi tiếp. Thì đây là chỗ này mình đi có thể đi vệ sinh, rồi có những cái bàn người ta để nè, mình có thể ngồi đây ăn uống, rồi mình bỏ rác đằng kia. Hai đứa nhỏ kêu nó ăn mà chưa hết, nó nhào lên đây nó chơi luôn rồi. Thôi kệ, đi chơi chút đi rồi ăn. Vui không con? Chơi đi, chơi chút đi. Ở đây nó mát, nó đặng nóng quá nó không chịu ăn. Đây bữa nay là cả nhà ăn picnic nha. Picnic nha, nãy ba ghé tiệm bánh mì mua bánh pizza nè. Ở gần nhà chị á, tiệm bánh mì ngon lắm. Nên là mua đem ngồi ăn ngoài trời mát, khỏi phải ghé chỗ dừng chân mà mình hay ghé người ta bán á. Con ăn bánh giống ba hả? Để đây nè con, để dơ. Lê ăn bánh gì đây? Là bánh gì đó? Bánh pizza hả con? Sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên nhà của bà nội của các bé, nhà của má ông xã mình. Thì thấy cái cảnh này, cái khúc này nè cả nhà, đoạn đường nó rất là đẹp luôn, núi á, hai ba ngọn núi nó có tầng có lớp nhau. Trước ở nhà chị mình là phía đông á, miền đông của nước Pháp nha, thì cũng rất là nhiều núi, nhưng mà ở đây núi nó còn cao hơn nữa. Bên đây cũng rất là đẹp luôn nè, đó, bên đây dễ quay hơn, bên kia ông xã mình nó khó thấy. Tròn chạy tới khúc này là ngay chỗ cái này là chỗ Lotte. Dans 400 mètres, tournez à gauche vers Gap. Trên núi nhưng mà người ta nhà cũng rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn, và có rất là đầy đủ luôn nha, có thiếu cái gì hết trơn á đó. Đó, nhà chứ không phải là trên núi là vắng vẻ đâu nha, rất là đông luôn. Hai giống như ngay chỗ này là giống như là ngay trung tâm của cái thị trấn này đó. Đi đâu ở cũng đây cũng thấy là nhà hàng với lại quán bar đồ rất là nhiều. Và quẹo qua cái cua này thì mình sẽ đi tiếp một cái tới một cái làng. Chưa đâu, lúc này mình còn trong cái ở đây cũng có cái nhà thờ đẹp quá nè cả nhà. Đây nhà thờ này đẹp nè. Mấy nhà thờ thì mình nghĩ chắc cũng cổ lắm đó, không biết mấy trăm năm nhưng mà cũng rất là cổ lắm. Đi đâu cũng núi núi chứ, chừng quẹo qua đây cái là mình nhìn thấy núi rất là rõ luôn nè, toàn là núi không mà núi trùng trùng đẹp đẹp luôn. Hôm trước thì mình năm rồi mình đi lên thăm ông nội của cái mấy bé nè, thì đi bằng tàu đó, mình không có quay cái cảnh đường như thế này, như vậy thì nó dễ coi hơn. Thì người ta trồng bông ở ngoài đường rất là đẹp luôn ha, đó, trồng hai bông hai bên đường, chậu người ta treo đó cho nó đẹp đó. Đó, đằng bên là núi không nè, quẹo đâu cũng núi đó, qua đây cũng núi. Bắt đầu sẽ giống như mình ra khỏi trung tâm vậy đó, bắt đầu sẽ còn nhiều cây cối và nhà trở nên ít lại. Phía bên trái mình đó thì có một số người ta đã
vào mùa hè thì người ta đến cái trên cái núi này á, người ta chơi rất là nhiều, tại vì nó có hồ, người ta chơi trượt ván rồi nghỉ ngơi cái gì đó, cảnh tại vì phong cảnh ở trên núi thì nó rất là đẹp. Và ở đây là có một cái hồ lớn nhất nước Pháp luôn ha, nên là người ta rất thích lên đây để nghỉ ngơi. Cái nhà hàng này hôm trước mình ghé ăn nữa, mà nó không như ngày trước nữa, nó mắc quá chừng, nó không ngon nữa. Chỗ núi này cũng đẹp quá nè, cái núi này thì nó nhìn nó bị nó không có cây cối nhiều á, nhìn nó rất là rõ về những cái form của nó đó cả nhà. Đó, nhìn cái mỏm đu núi với tuốt ở trên cao này nó nhiều cái hình dạng khác nhau á, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ chỉ còn có vài cây số nữa là tới nhà của má chồng mình rồi. Thì ở hai bên đường này có trồng rất là nhiều pom luôn, là trái táo á. Ở bên trên em lại mình chạy đường, còn người ta trồng ở trên cao nên rất là khó thấy ha. Còn ở phía dưới này đó, ở dưới này nè, người ta trồng rất là nhiều luôn đó, trồng rất là nhiều pom luôn. Bên ở bên Pháp thì gọi là pom ha, trái táo đó. Thì ở gần nhà của chồng mình thì là ở đây là gần rồi ha, thì nó có nhà thờ, có bưu điện, và để coi có siêu thị nó kia cũng vừa thôi à, nhưng mà có siêu thị nữa. Trong trên núi mà cũng có rất là nhiều nhà ha, mặc dù nhà không có được đẹp nữa. Và đây này có nhà thờ này cả nhà, đằng kia cái chỗ này là đó. Rồi đây là bưu điện này. Rồi có nhà hàng nữa nè, có ba mà nghỉ, người ta uống cà phê uống rượu rồi đó, chứ không phải ba mà nghỉ nhạc giống như bên mình. Thì chút xíu nữa là tới. Còn đây là phía trước mình đó là siêu thị nè, thì siêu thị có chỗ rửa xe đổ xăng luôn. Thì siêu thị nào ở bên Pháp thì cũng có hay chỗ đổ xăng với lại rửa xe kế bên đó. Rồi bây giờ ông xã mình sẽ ghé vào đổ xăng trước khi tới nhà để ngày mai mình khỏe khỏi phải đổ. Thời tiết ở đây rất là nóng nha, 26
cái cổng rồi nè. Mami cái gì tới rồi con kêu gì đó, bà nội mở cửa sẵn chờ luôn kìa, giống như hồi lúc còn ông nội vậy đó.